Chào các bạn, hello, lâu quá rồi mình mới livestream lại à, và các bạn nào đang online thì chúng ta cùng nhau chào nhau, làm quen nhau. Tối nay mình chia sẻ bằng cái chủ đề nhẹ thôi, không nhiều đâu, khoảng vài chục phút thôi. Và bạn nào đang xem livestream thì chúng ta kết nối với nhau, làm quen với nhau nhé. Tối nay mình chia sẻ cái chủ đề rằng là chúng ta sẵn sàng thoát ra và sẵn sàng tiến lên về phía trước à, chúng ta phải chấp nhận rủi ro thì chúng ta mới thành công được à, chúng ta muốn thành công trong online, thành công trong cuộc sống thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen. Lâu lắm rồi, trước khi kỳ World Cup cho tới giờ mình mới livestream lại, hơn một tháng rồi nhỉ à, và bây giờ chúng ta làm quen nhau à, giới thiệu nhau. Các bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước thì chúng ta cùng nhau giới thiệu đi. Và bây giờ mình đang thời gian chờ, trong thời gian chờ mọi người lên livestream, mọi người xem livestream này thì chúng ta chào nhau. Chào bạn Nguyễn Duy Phương, lâu quá chưa gặp bạn à, và hôm nay mình livestream nhanh thôi, không nhiều đâu. Chào bạn Thu Thủy, vâng. Chào bạn Danny Huỳnh, vâng. Các bạn nào ở vùng miền nào, vùng đất nước nào thì các bạn chào luôn. Ok, chào bạn Ninh, lâu quá rồi chưa gặp em. Lâu lâu rồi mình mở livestream lại. Chào bạn Vĩ, vâng. Chào bạn Nguyễn Lan à, giới thiệu đi các bạn, giới thiệu về mình. Thậm chí bạn giới thiệu bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì thì lại tốt nữa, tuyệt vời nữa à. Và bây giờ thì chúng ta có vài phút giới thiệu về mình. Mình cũng giới thiệu về mình, tên là Nguyễn Thế Duy. Các bạn nào quen mình biết mình thì tốt rồi, các bạn nào ở xa thì lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 đi, để chúng ta cùng nhau biết nhau. Bữa tối thứ sáu cuối tuần đúng không? Mình cũng mới à, chào bạn Nguyễn Như Vĩ à, thì mình cũng mới đi chơi cùng với gia đình về à, và đi vào cái chỗ trung tâm của Vincom, nó mới khai trương mà nó đông quá các bạn ơi, nên mình đi về sớm, mình không ở đó nữa. Đi cái chỗ nào đông quá thì mình không thích à, và bây giờ thì mình đi vào chủ đề luôn các bạn nhé. Chúng ta đi vào chủ đề luôn. Các bạn nghe có rõ không ạ? Vâng, chào bạn Phùng Thu Hà, lần đầu tiên biết mình, rất là tuyệt vời. Vậy thì mình lại nói tiếp cái chủ đề à. Vậy thì để thành công thì chúng ta phải chấp nhận thất bại. Nếu chúng ta không chấp nhận thất bại thì sao ạ? Em đang chuẩn bị ra kinh doanh đá quý online tuyệt vời. Bạn Bùi Thiên Tạo, vâng. Nếu chúng ta không chấp nhận thất bại thì cái chuyện gì nó xảy ra ạ? À, các bạn nên nhớ là người mà càng thành công thì họ càng gì ạ? Họ càng có nhiều thất bại. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? À, người thành công thất bại hơn người bình thường, các bạn có đồng ý điều này không ạ? À, chắc chắn là các bạn đồng ý thì các bạn comment vào, các bạn nói là đồng ý điều này à, các bạn nói như vậy để các bạn cái kiến thức nó đi vào trong lòng của các bạn. Chào bạn Huỳnh Nhi, chào bạn Hoàng Mạnh Trọng, vâng, tuyệt vời. Vậy thì các bạn biết là bản thân mình thì mình cũng đã từng thất bại à, mình thất bại nhiều lắm, không có nói nhưng mình thất bại. Mình nói với các bạn là hồi kia mình thất bại mọi lúc mọi nơi kìa, cái việc gì mình cũng thất bại đó. Vâng, chào bạn Ngô Đồng. Bạn nào lần đầu tiên mà xem livestream mình thì các bạn comment số 1 xuống nha các bạn ơi à, comment số 1 xuống. Và các bạn biết không, mình thất bại trong công việc. Hồi kia mình ra mình khởi nghiệp à, thì mình thất bại, mình mất trắng tay luôn, rồi mình ra nhà trọ mình ở. Lúc nhỏ là mình thất bại gì ạ? Thất bại trong việc học nữa à, mình thất bại trong việc học, mình là làm toán cũng dở, làm văn cũng dở à. Và các bạn biết là trong chuyện tình cảm thì mình đã từng thất bại trong rất là nhiều lần tán gái. Các bạn dùng ra điều này chưa? Có ai mà lần đầu tiên tán gái là được liền đâu. Mình cũng đã từng thất bại rất nhiều lần tán gái, đặc biệt là những cái mối tình mà hồi kia mới ra trường, mới làm quen là mình thất bại ê hề à. Và các bạn nam nào ở trên này, các bạn có đồng ý ra rằng là những cái lần mà đầu tiên chúng ta tán gái chúng ta vẫn thất bại mà, rất thất bại rất là nhiều. Mình cũng đã từng thất bại trong những cái mối quan hệ, ví dụ như là bạn bè mình à, có những hồi kia mình cũng không biết chơi và mình cũng làm mất lòng họ, và có những người bạn đó cho tới giờ à, họ cũng không còn chơi với mình nữa à, và mình cũng đã từng thất bại khi mình đứng lớp này, mình cũng từng thất bại. Cũng có rất là nhiều các bạn đã đến chương trình mình học à, vì một cái lời nói của mình à, vì một cái hành động của mình, vì một sự lỡ lời nào đó của mình
Và họ như thế nào ạ? Họ cũng bỏ mình, họ đi mãi mãi. Các bạn có đồng ý điều nào ạ? Vâng, chào bạn Nguyên Hồ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn có đồng ý điều nào ạ? Chắc chắn rồi. Và bạn nào ra kinh doanh thì bạn cũng đã từng thất bại, là bạn đã làm mất khách hàng, có phải như vậy mà? Chào bạn Hoàng Văn, Văn Thịnh, bạn cũng đã từng làm mất khách hàng. Và sau khi mất khách hàng đó, bạn cảm giác bạn nuối tiếc đúng không ạ? Đúng rồi, các bạn có rớt vào như vậy mà. Nếu mà rớt như vậy thì các bạn comment xuống rồi, các bạn nói là đúng rồi, chính xác rồi. Hồi nãy giờ mình cũng quên mất. Khi chúng ta xem livestream này thì mình các bạn thứ nhất là các bạn comment xuống, các bạn giới thiệu mình và các bạn comment những cái bài học các bạn học được. Và cái thứ hai, bạn cần cũng phải chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn cho nhiều người biết. Ok. Mình chưa thấy các bạn chia sẻ gì hết. Để mình kiểm tra trên máy, mình đang kiểm tra trên cái máy laptop của mình. Mình xem các bạn có chia sẻ chưa. Bạn Hoàng Mạnh Trọng, bạn chia sẻ chưa? Bạn Thủ ơi, bạn đã chia sẻ chưa? Mình xem thử mấy người chia sẻ cái livestream của mình rồi. Chia sẻ để cho nhiều người biết cùng nhau xem livestream các bạn ơi. Cái máy mình sao nó chậm quá các bạn ơi. Mình đang xem trên cái máy laptop của mình. Xem thử bao nhiêu bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn rồi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cái livestream đi, để mình thấy các bạn chia sẻ livestream này nhiều thì mình lại nói chuyện sung nữa. Ok. Buổi tối thứ sáu chúng ta mình ăn, cái máy mình nó lót hơi bị chậm. Bạn Khoa chia sẻ rồi thầy, đẹp trai ơi. Mình mà đẹp trai bạn ơi. bạn Khoa nói chuyện rất là vui. Ok. Ôm mà sao cái máy mà nó chậm vậy? Sao tự nhiên không thấy nó lót gì hết? Ngộ quá à. Nó ngộ quá. Rồi. Kể nó, bây giờ mình đi tiếp. Vâng. Mình nói về tiếp cái chủ đề. Trước khi mình nói về là tại sao chúng ta phải tiến lên, tại sao chúng ta phải thành công, thì mình đang phân tích rằng là tất cả những người thành công trên thế giới này, tất cả những người thành công nhỏ, thành công lớn, họ đều phải thất bại. Trước khi một cái người cầu thủ họ mua máy mới đi, thầy đẹp trai, mua máy mới là sao không hiểu? Ồ, cái máy mình là cái máy MacBook các bạn à, máy MacBook đời mới nhất các bạn à. Nó chậm là do cái wifi các bạn à. Mình sẽ khoe các bạn cái máy MacBook của mình đây. Cái wifi hay cái gì đó nó làm chậm á. Cái máy mình là máy MacBook á các bạn à. Ok giờ đó. Là loại MacBook đời mới nhất đấy. Hồi nó ra là mình mua đó. Chứ không phải là máy cũ đâu à. Ok. Thầy nói về chủ đề gì? Bạn hỏi mình đang nói về chủ đề gì thì bạn hãy ha. Tại sao hỏi mình vậy? Tự nhiên sao nó bị wifi hay cái gì mà nó lại chậm thế? Mình không hiểu được. Nó đang bị wifi hay nó bị cái gì mà nó chậm quá? Cái mạng nó bị wifi hay gì? Tự nhiên thấy nó chậm quá. Ok, mình không hình dung được. Vâng. Hồi nãy giờ 62 lượt chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời. Hãy chia sẻ và làm sao hơn 200 lượt chia sẻ thì nó tuyệt vời hơn. 62 lượt chia sẻ rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nên bây giờ mình lại nói tiếp, mình chia sẻ tiếp, các bạn chia sẻ tiếp. Chào bạn Thái Thọ, chào bạn Bắc Bảo Quân gì đó, bạn chia sẻ chưa? Mạng lát thôi, hình như nó bị yếu gì đúng không các bạn? Đang làm mà cái mạng nó cứ yếu như vậy nhỉ? Vâng, và mà lại tiếp tục nè. Và khi mình thất bại nhiều quá đó, các bạn nhớ là mình khi mình thất bại nhiều quá thì mình cũng đã là khởi động lại đi thầy. Vâng, mình cũng đã là từng người về, mình đã từng là người đổ lỗi. Các bạn biết mình đổ lỗi kinh khủng lắm. Hồi kia mình đổ lỗi kinh lắm. Hồi kia mình đổ lỗi, hồi kia mà mình làm không được cái gì, mình thất bại cái gì là mình đổ lỗi kinh khủng lắm các bạn ơi. Mình đổ lỗi lắm, mình gặp ai mình cũng đổ lỗi. Các bạn hồi kia không biết mình chứ các bạn biết mình là mình cũng đổ lỗi cho các bạn á. Bạn Đỗ Dũng rồi. Hồi kia mà bạn không biết mình nhưng mà bạn biết mình thì mình cũng đổ lỗi cho bạn. Các bạn biết là chúng ta thất bại nhiều quá mà nó là chúng ta đổ lỗi. Chúng ta đổ lỗi cho những cái gì mà chúng ta gặp và chúng ta thay được. Các bạn hồi dung chưa? Nên cái người thất bại đi liền sau cái thất bại là cái sự đổ lỗi các bạn. Họ đổ lỗi không thể tưởng tượng được. Và bản thân mình là người, mình nói với các bạn, mình hồi kia là mình là người sư phụ của đổ lỗi. Mình trùm đổ lỗi luôn. Mình gặp ai mình cũng đổ lỗi. Mình bạn Hoàng Trọng Mạnh đúng không? Bạn hồi kia mà bạn biết mình là mình cũng đổ lỗi cho bạn đó. Mình đổ lỗi cho bất kỳ ai mình gặp được, và mình đổ lỗi hoài mình vẫn không thành công. Thì các bạn biết mình làm chuyện gì không?
mình mới nhìn đi nhìn lại cái danh sách mình, mình cứ nhìn đi nhìn lại miết mình mà kêu trời ơi, còn thiếu ai nữa, còn thiếu ai nữa, cái danh sách nó dài nhông ra mà còn thiếu ai nữa trời, còn thiếu ai nữa rồi mình nhìn lại và mình thấy rằng à, trong danh sách của mình còn thiếu một người rất là quan trọng, đó là ông trời, đó là ông trời các bạn. Và mình ghi ông trời vào trong cái danh sách đó luôn, và mình ghi ổng vào rồi rốt cuộc mình cũng không có thành công được. À các bạn hình dung chưa, mình vẫn không thành công được. À, kể cả có ông trời vô mà mình vẫn không thành công được. Cho tới gì à, cho tới một ngày mình kiểm tra lại danh sách, mình kêu tóm lại là còn thiếu ai nữa nha, còn thiếu ai nữa. Bạn nào chưa chia sẻ lại stream mình thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi. À, và chừng cuối cùng mình thấy còn thiếu ai à, còn thiếu đúng một cái tên của mình. Là cái tên của ai các bạn ơi? Cái tên của ông Nguyễn Thái Duy này nè, cái tên của ông Nguyễn Thái Duy. Mình thấy còn thiếu đúng tên của cái người đó. Và từ lúc mà mình điền cái tên của mình vào trong cái danh sách đổ lỗi đó rồi, mình điền cái tên mình vào danh sách đổ lỗi đó rồi, thì bây giờ mình mới như thế nào ạ? À? À, mình mới thấy gì ạ? À? À, mình mới ngộ ra một điều rằng tất cả những điều gì đó xảy ra đối với cuộc đời bạn, tất cả mọi điều gì đó xảy ra đối với cuộc đời bạn thì đều có phần đóng góp của bạn. Bạn nhận ra điều này chưa? Không những bạn đóng góp mà bạn còn đóng góp rất là nhiệt tình ở trong đó. Bạn nên nhớ, hồi kia mình cũng thất bại ghê lắm, và mình cũng là người đổ lỗi, mình đổ lỗi tan tành hết, mình đổ lỗi dữ dằn luôn. À, nên là mình nói là những người đổ lỗi nhiều nhất, những người thành công là những người đổ lỗi kinh lắm. À, mới có 4 lượt chia sẻ thôi à, còn thiếu đấy thầy. À, ủa sao trên trang của mình thì mình thấy 77 lượt chia sẻ rồi. Hên hồi đó là chưa kịp biết thầy nên không kịp đổ lỗi, sau này thì biết thầy không có dịp đổ lỗi cho em rồi. Đúng rồi bạn Quang ơi, bạn Phạm Nhật Quang ơi. À, bây giờ mà bạn mới biết mình chứ hồi kia mà bạn biết mình là bạn bị mình đổ lỗi cho bạn rồi. À, và các bạn biết không, nhưng mà các bạn biết chuyện gì xảy ra trên cuộc đời nào mà mình cứ đổ lỗi, mình vẫn cứ đau khổ, mình vẫn cứ thất bại, ok chưa, mình vẫn làm những cái việc mà đi đổ thừa hết người này người khác. Tuy nhiên những người bạn của mình nhìn ra xung quanh có những người bạn mình họ thành công và họ vẫn cứ thành công. À, và họ thấy cuộc sống họ vẫn cứ tươi đẹp như ngày nào. À, họ thấy cuộc sống họ vẫn cứ tốt đẹp như ngày nào. Bản thân thì mình cứ mình đổ thừa cho hết người này người kia, nhưng mà cuộc đời thì nó vẫn cứ đi về phía trước. À, và ai mà họ tận hưởng được thì họ cũng biết à, cuộc đời này nó rất là tốt đẹp. À, và cho tới khi như thế nào ạ? Cho tới khi một ngày mình nhận ra một điều là rằng là à, thành công hay thất bại là do mình. Bạn muốn thành công thì bạn sẽ thành công, mà bạn không chịu thành công thì bạn đổ thừa là thất bại. À, các bạn thấy không, bạn phải tự quyết định cái việc đó. À, bạn có thể mỗi ngày bạn thức dậy có thể là bạn cười, và mỗi ngày bạn thức dậy cũng có thể là bạn khóc. Mỗi ngày bạn thức dậy bạn có thể là đổ lỗi, mỗi ngày bạn thức dậy bạn có thể là yêu mến người khác. Cái đó là sự quyết định của bạn, cái đó là trong cái đầu của bạn, cái đó là trong tư duy của bạn, ok à. Bạn tự quyết định cái suy nghĩ của mình, bạn tự quyết định cái cảm xúc của mình. Ví dụ cái bạn nó không thích bạn, à, nó ghét bạn, nó chửi bạn, thì bạn được quyền buông nó, nhưng mà bạn cũng được quyền gì à? Yêu thương nó, mà bạn cũng được quyền gì, cười nó, ok chưa? À, cái đó là sự quyết định của mình mà. Thành công cũng vậy, đó là sự quyết định của mình. À, bạn muốn thành công là quyền của bạn, và bạn muốn thất bại là quyền của bạn. À, có nhiều người à, những suy nghĩ hồi đó mà mình đổ lỗi người khác thì cũng vui đó thầy. Ok. À, có nhiều người, bạn nào chưa chia sẻ lại stream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi nhé. À, tranh thủ chia sẻ và các bạn giới thiệu về các bạn đi để cho mình biết. Và trong gì ạ? À, sau khi mình livestream xong, bạn nào là lần đầu tiên biết mình, các bạn comment xuống thì mình sẽ làm quen với các bạn, mình sẽ nói chuyện với các bạn, bởi vì mình đang livestream. À, nên là mình không có tương tác với các bạn được. À, và nên là bạn nào lần đầu tiên mà biết mình qua cái livestream này thì các bạn cứ comment xuống số 1 đi, rồi sau livestream này mình sẽ tương tác, mình sẽ nói chuyện với các bạn nha. Ok các bạn nhé, cứ giới thiệu về các bạn đi. À, và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì chia sẻ livestream về nhà mình. Bạn Nguyễn Hoàng Trương chia sẻ livestream chưa? À, em chia sẻ livestream đi em. Và các bạn nên nhớ rằng là
cái thành công hay thất bại là do cái sự chọn lựa của chúng ta, không có đổ lỗi cho ai hết đó. Bạn chọn thành công thì bạn sẽ thành công, mà bạn chọn thất bại là bạn sẽ thất bại. Bạn chọn cười thì bạn cười, mà bạn chọn khóc là bạn khóc. Bạn chọn vui tươi là bạn chọn vui tươi, mà bạn chọn buồn là bạn chọn buồn. Các bạn làm chung chưa? Cũng kiểu như cuộc đời của bạn á, bạn chọn ra làm chủ cũng là quyền của bạn, mà bạn chọn đi làm công cũng là quyền của bạn, đâu có ai ép bạn đâu. Bây giờ bạn có tri khôn rồi, bạn lớn rồi, thậm chí bạn có cái bằng đại học trong tay rồi, bạn có bằng cấp rồi, bạn đừng có đổ thừa đổ lỗi cho ai đó. Hơn 20 tuổi đời rồi, vậy thì bạn hãy chọn làm công, hay bạn chọn làm kinh doanh, hoặc bạn làm chủ doanh nghiệp, đó là cái sự lựa chọn của các bạn, không có ai ép các bạn đó, không ai ép các bạn ngồi đó đó. Nó là đừng có đổ lỗi, đừng có đổ thừa đổ lỗi. Các bạn nên nhớ cái điều này. Cái người mà đổ thừa đổ lỗi thì họ như thế nào? Họ không bao giờ làm được cái điều gì lớn lao trong cuộc đời này đâu. Họ giúp cuộc đời họ còn chưa xong nữa. Cách đây 2-3 ngày gì đó, có một bạn vào inbox mình hỏi mình là có lớp học ABC không? Mình nói có. Rồi mình giới thiệu cho bạn là mình có cái lớp 3 tiếng đồng hồ miễn phí. Các bạn dùng chưa? 3 tiếng đồng hồ miễn phí. Rồi bạn nói học gì 3 tiếng đồng hồ vậy? Em cho mình kêu ok, vậy thì bạn thích thì bạn học có lớp 2 ngày. Cái mà bạn hỏi mình là có phí không? Mình kêu có chứ. Tự nhiên ai bỏ ra 2 ngày làm miễn phí cho bạn? 500.000, 500k các bạn, 500k. Bạn mới nói mình là bạn không có 500k. Mình mới nói là ủa 500k mà cho tới hiện tại mà bạn cũng không có nữa. Vậy thì bạn mới inbox mình là bạn nói là với mình thì bạn, mình thấy 500k không lớn, nhưng mà với bạn thì bạn thấy 500k lớn. Bạn đã tốt nghiệp đại học rồi các bạn ơi, đi làm rồi, lớn rồi, của bạn thì bạn thấy lớn lắm. Em cho mình kêu cái vấn đề là nó không phải lớn với nhỏ. Cái vấn đề mà 500k nó phải lớn với nhỏ, mà cái vấn đề là với cái tuổi đời của bạn, với cái trình độ của bạn, mà trong túi bạn không có được 500k để bạn đi học. Các bạn nhìn chưa? Cái đó là cái vấn đề. Mà nó cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó thôi. Cái vấn đề nó phải lớn với nhỏ, các bạn thấy không ạ? Đó là cái vấn đề. Rồi mình mới thấy là vậy với cái thu nhập hiện tại của bạn á, bạn có xứng đáng gì à? Bạn có xứng đáng với cái năng lực và cái trình độ của bạn chưa? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Bạn đã có xứng đáng chưa? Hay là bạn mặc định ra rằng cái con người của bạn, cái trình độ của bạn, bao nhiêu tháng bạn học ra mà cái thu nhập lương một tháng không đủ sống? Đôi 500k mà mình cũng không có vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Mình nói cho bạn vậy á. Cái bạn im một hồi, cái bạn nói có thể là mình nói đúng. Bạn nói vậy á, bạn nói với mình có thể là thầy nói đúng. Mình nói với bạn rằng là chả đúng ở sai đây đó, chả có đúng với sai, chả rảnh ở đây đâu mà đúng với sai. Ok chưa? Không rảnh ở đây mà đi phân tích đúng với sai. Cái vấn đề là cái thằng đúng ở đây, những thằng đúng mà nó không có tiền, mà đầy cái thằng sai thì nó có đầy tiền. Thì cái vấn đề đó mới là cái vấn đề. Những người đó thì mới nói rằng là hỡi chúng nói về tiền, mà nói cuộc sống này sống phải có tiền. Tiền nó không phải là tất cả, nhưng mà cuộc sống này sống phải có tiền. Không có tiền sống bằng cái gì? 90% những gì liên quan tới cuộc sống chúng ta là nó liên quan đến tiền mà các bạn ơi. Không có tiền thì bạn sống bằng cái gì, bạn hỏi đi. Và cái đồng tiền mà làm để trang trải cho cuộc sống mình mà bạn làm không xong thì đúng với sai cái gì? Nó sai bác nhè mà tiền nó nhiều còn hơn, tuyệt vời hơn là cái thằng cái gì cũng đúng mà không có tiền. Các bạn đã nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta hãy thực tế một chút xíu đi. Chúng ta hãy thực tế một chút xíu. Vâng, bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn như thế nào? Comment cái con số 1 vào. Và mình nói nó là mình nói là các bạn hãy chấp nhận một cái chút rủi ro và hãy chấp nhận một cái chút thất bại. Hãy chấp nhận một cái chút thất bại để gì ạ? Để gì ạ? Để chúng ta học hỏi được rất là nhiều bài học. Các bạn hiểu không? Thất bại là một thành phần rất là cần thiết để các bạn thành công. Không có thất bại thì không có thành công. Tuy nhiên chúng ta hãy biết cách thất bại một cách rất là thanh lịch. Thất bại một cách rất là thanh lịch các bạn. Thất bại một cách thanh lịch, thất bại một cách vô cùng thanh lịch. Chúng ta đừng có rớt vào cái thất bại khổ đau các bạn.
đừng có nói vào thất bại khổ đâu. Thất bại khổ đau là nó đưa cái cuộc đời của chúng ta cực khổ và mệt lắm. À, nên là chúng ta hãy học một cách thất bại tha lịch. À, và hồi nãy giờ mình live stream liên tục rồi mà mình chưa giới thiệu về mình. À, bây giờ mình dừng lại một chút xíu, mình giới thiệu về mình, và các bạn nào chưa giới thiệu về các bạn thì các bạn cũng giới thiệu về các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mình 42 tuổi, mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân training. Mình sẽ cho các bạn thấy cái tên để các bạn nắm rõ hơn. À, và mình có cái lớp học rất là nổi tiếng, đó là làm chủ doanh nghiệp. Mình luôn chia sẻ các bạn cái lớp học làm chủ doanh nghiệp, và đây là cái địa chỉ của mình. À, một phút quảng cáo thôi nha các bạn, quảng cáo xong chia sẻ tiếp. À, và đây là những cái quyển sách của mình. Mình là tác giả của những quyển sách này. Thứ nhất là của quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển ta là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ cho bạn 101 những cái bài học từng bước nhỏ trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì sắp quên, cái quyển này thì mình bán bằng tiếng Anh ở trên trang Amazon thôi. Vâng. Và hiện tại thì mình có offer cho các bạn xem cái livestream này. Các bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách của mình là quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng. Các bạn này khắp mọi miền đất nước, những bạn đam mê kinh doanh vào trong một cái group riêng đó. Điều kiện là các bạn hai mua hai cái quyển sách này. Hai cái quyển sách này là 210.000. 210.000 giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, free ship cho các bạn. Cái chi phí ship hết 50.000, mình báo cho bạn biết ở xa là hết 50.000 đó, free ship cho các bạn. Và các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group đó mình sẽ chia sẻ sau các bạn về kinh doanh hơn. Nên bây giờ mà bạn nào mà muốn sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn như thế nào à? Các bạn hãy comment số điện thoại xuống, sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn. Ok, sẽ giao đến tận nhà các bạn như thế nào à? Rồi các bạn như thế nào à? Các bạn sẽ trả tiền tại đó luôn. Cái người giao sách đó sẽ giao sách cho bạn, rồi họ thu tiền luôn. Các bạn thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Nó là khắp mọi miền đất nước, nơi nào các bạn mua thì các bạn mua liền. Ok chưa? Nó là hãy tranh thủ mua và được add vào một cái group các bạn. Và khi các bạn add vào group đó như thế nào à? Em mua lâu rồi, thầy quên em rồi. Ok chưa? Bạn nào có sách mà chưa add thì các bạn comment xuống để mình biết. Thầy quảng cáo đến 2 giây là mất từ 1 đến 2 triệu rồi thầy ơi. Đúng rồi. Đúng rồi em ơi, quảng cáo nó như vậy đó, quảng cáo lên truyền hình người ta tính như vậy đó. Đúng rồi em. Bây giờ mình nói tiếp. Chúng ta muốn thành công nhanh thì chúng ta phải thất bại nhanh. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó như vậy? Bạn không chịu thất bại, bạn cứ ngồi bạn giữ đó mới. Các bạn thấy lần đầu tiên chúng ta tán gái thì chúng ta bị thất bại, đúng không? Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Những lần đầu tiên các bạn tán gái thì các bạn bị thất bại. Nhưng các bạn như thế nào à? Các bạn như thế nào à? Các bạn tán nhiều lần thì bạn có kinh nghiệm thì tự nhiên bạn tán gái tốt hơn. Nó là muốn thành công nhanh thì phải thất bại nhanh. Bạn muốn thành công trong kinh doanh nhanh thì bạn phải ra khởi nghiệp sớm, ra khởi nghiệp ngay từ còn trẻ thì bạn mới thất bại nhanh được. Bạn không chịu thất bại sớm. Mục đích của group, bạn này hỏi gì đó, Nguyễn Như Vĩ, mục đích của group riêng là gì thầy? Mua sách đã lâu nhưng chưa thấy group thế nào thưa thầy. Bạn mua sách hai cái quyển sách thì được add vào group. Và bạn nào muốn add vào group thì các bạn phải comment, và bạn trả lời được những câu hỏi thì các bạn mới vào group. Mục đích của group là kết nối về kinh doanh thôi chứ có gì đâu bạn Vĩ ơi. Cùng nhau giao lưu, các bạn hỏi những câu hỏi về kinh doanh thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok chưa? Và ok bạn Phúc, ngày mai các em nó sẽ giao cho em. Chào bạn Liên Phương, chào bạn Hồng Mai. Tiếp tục, chúng ta càng thất bại nhanh thì càng thành công nhanh. Bạn không chịu thất bại thì làm sao bạn thành công? Hồi nãy mình đã nói rồi, thành công là một thành phần rất là quan trọng. Thất bại là một thành phần rất là quan trọng của thành công. Nếu các bạn không chấp nhận thất bại thì các bạn sẽ không bao giờ thành công được. Bạn không thể chiến thắng được khi bạn không chịu rời bỏ cái ghế của mình. Các bạn không thể rời bỏ cái chỗ an toàn của mình thì làm sao các bạn thành công được. Cái thằng cầu thủ nó muốn sút vào cái banh vào gôn của thủ môn thì nó phải chấp nhận gì? Nó phải chấp nhận là nó đứng ra, nó rời khỏi vị trí, nó đứng trước cầu môn và nó sút.
Cầu muốn xuất vào cầu môn mà không chịu đứng ra xuất thì làm sao mà thành công được? Các bạn có đồng ý điều này? Nếu bạn đồng ý các bạn comment xuống, các bạn đồng ý, các bạn nói chia sẻ này rất là tuyệt vời. Ghi vào đi ạ. Nó là chúng ta sẵn sàng thất bại có tính toán. Chúng ta sẵn sàng thất bại có khoa học. Đó là mình nói là thất bại gì ạ? Thất bại một cách rất là thanh lập thì tại sao chúng ta lại không thất bại nhỉ? Tại sao chúng ta không thất bại nhỉ? Tất cả các bạn được vào group thì các bạn phải trả lời được những câu hỏi. Và bạn nào có sách thì mới trả lời được câu hỏi. Các bạn nào có hai quyển sách đó thì các bạn mới trả lời được câu hỏi. Các bạn không có hai quyển sách, các bạn không trả lời được câu hỏi đâu. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Khi mà bạn muốn có ước mơ cuộc đời bằng tuyệt vời hơn thì bạn phải gì? Phải thất bại một cách có tính toán. Thất bại một cách có nghệ thuật, hay là mình gọi là thất bại một cách rất là thanh lịch. Thất bại một cách rất là khoa học thì mình đâu có sợ một cái cú té. Các bạn thấy chưa, thằng cầu thủ nó sẵn sàng, nó tập sút cầu môn và nó biết rằng là câu hỏi gì thầy ơi, em có hai quyển sách rồi. Thì khi mà bạn vào inbox thì bạn sẽ có những câu hỏi chứ có gì đâu ạ. Và các bạn thấy không, rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta là họ cứ muốn sống an toàn, họ cứ muốn sống nhàn nhàn, mà họ cứ đòi thành công. Các bạn thấy mắc cười không? Cứ sống một cách rất là an toàn. Đã hơn 5 năm rồi, bạn vào công ty đó, bạn làm đúng cái vị trí đó, hàng ngày bạn đi đúng cái con đường đó, bạn đổ đúng cái cây xăng đó, các bạn hình dung chưa? Rồi bạn nói những cái câu chuyện đó, tất cả mọi ngày của bạn nó đều như nhau hết. Bạn làm một cái rất là quen thuộc. Bạn cũng gặp đúng những cái người bạn đó, bạn kể những cái câu chuyện đó, bạn làm đúng cái công ty đó. Rồi cuối cùng bạn nói nó chán quá, rồi lại hôm sau lại rên rỉ, rồi lại than thở, rồi lại nói nó chán quá. Rồi bạn nói là bạn muốn cái gì nó thay đổi, nhưng mà lại chính bạn lại không thay đổi. Bạn thấy bạn mắc cười không? Không thể mắc cười hơn được. Nó giống như cái trò hề vậy. Bạn nào hồi nãy giờ chưa chia sẻ lên stream mình thì các bạn chia sẻ đi các bạn ơi. Chia sẻ đi. Bạn Nguyễn Văn Vượng, bạn đã chia sẻ chưa? Chia sẻ đi để cho những cái người vào, những cái người họ vào, họ xem, họ có cái thay đổi thì đó là sự đóng góp của các bạn. Ok chưa? Nếu mà thay đổi nó giúp cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn, nếu mà bạn thay đổi nó giúp cho cuộc sống của bạn vui hơn, nếu mà thay đổi nó giúp cho cuộc sống bạn nó tốt hơn, thì tại sao bạn lại không thay đổi? Gặp một người bạn mới, chúng ta làm quen với họ, chúng ta cứ nói họ, nó vẫn thú vị hơn mà. Ăn một món ăn mới, có một sự trải nghiệm nó vẫn tuyệt vời hơn mà. Bạn đồng ý điều này không ạ? Và như thế nào, đi đến một nơi mới, ok, chúng ta cảm nghiệm một cái không khí mới, một cái sinh khí mới, nó vẫn tuyệt vời hơn mà. Cuộc đời nó là, các bạn nên nhớ rằng là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cứ làm đúng việc cũ, suy nghĩ việc cũ, chơi với những người bạn cũ, kể những cái câu chuyện cũ, hàng ngày vẫn rên rỉ như cũ, mà chúng ta lại muốn có cái kết quả mới, thì các bạn thấy điều này nó quá là điên rồ, không thể chấp nhận được. Các bạn nên nhớ, không thể chấp nhận theo một cái cách hành động. Muốn có kết quả mới mà mọi thứ cứ làm như cũ, và bả bao nhiêu năm nay mà vẫn cứ muốn làm như cũ, rồi lại muốn cái kết quả mới. Em học tới thứ năm, thầy em về em viết đơn thôi việc luôn thầy ơi. Ok, cuộc đời cho chúng ta, các bạn, cuộc sống này là trải nghiệm các bạn ạ. Cuộc sống này là trải nghiệm. Em đi học, đi hòn nghỉ rồi. Ok, cảm ơn bạn Mỹ Lợi nhiều. Và các bạn, cuộc sống là sự trải nghiệm mà. Ok chưa? Và các bạn nên nhớ, nếu mà bạn bắt đầu một cái gì đó mà bạn hoàn toàn chưa biết cái việc đó thì chắc chắn là bạn thất bại. Bởi vì chúng ta không biết thì chúng ta lãnh nhận cái thất bại thôi. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu một cái gì đó mà bạn đã có kinh nghiệm trong việc đó thì thế nào nó cũng dẫn bạn đến thành công. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Nếu chúng ta bắt đầu một việc gì đó, nếu mà bạn bắt đầu lái xe mà bạn hoàn toàn chưa biết lái xe trước đây thì nó sẽ dẫn bạn đến cái thất bại. Và nếu chúng ta bắt đầu cái việc lái xe mà việc đó chúng ta đã lái xe rất là nhiều lần rồi thì cái cuộc lái xe đó nó sẽ rất là tuyệt vời. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì một cái nguyên lý gì như thế nào ạ? Bắt đầu một việc gì với kinh nghiệm đầy mình thì nó sẽ giúp cho bạn thành công.
Vậy thì trước khi có kinh nghiệm đầy mình thì bạn có phải là bạn thất bại không? Đúng rồi, chúng ta đã thất bại rồi, khỏi phải bàn cãi. Vậy thì hãy trải nghiệm đi, để nếm phải những cái thất bại có tính toán, những thất bại một cách rất là thanh lịch, một cách rất là đàng hoàng, thì bạn sẽ có những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Và đó là khơi mào cho việc thành công. Khi bắt đầu mà bạn làm một cái việc gì đó mà nó hư, nó hỏng, nó không đúng, cái đó là điều tuyệt vời, bởi vì nó sẽ giúp bạn học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Và đó là dấu hiệu của sự thành công, và đó là dấu hiệu của sự xuất sắc. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Còn nếu mà bạn bắt đầu một việc gì đó mà nó đúng liền thì nó có cái gì đó sai sai. Nó có một cái gì đó sai sai. Vậy thì hồi nãy giờ mình chia sẻ cái live stream này, các bạn thấy có hữu ích không? Các bạn comment xuống các bạn hữu ích. Các bạn giới thiệu về bạn đi. Mình hồi nãy giờ mình nói liên tục mình quên uống nước luôn. Để mình uống nước cả đã. Và bạn nào hồi nãy giờ chưa mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống và các bạn mua sách đi. Ngày mai sẽ gửi đến nhà các bạn và các bạn sẽ được add vào group. Các bạn sẽ được add vào group hai cái quyển sách. Hai quyển sách là 210.000. Gửi về nhà các bạn free ship luôn. Cái free ship những các bạn ở tỉnh xa là hết 50k các bạn. Chứ nó không có rẻ đâu. Hai quyển sách này lấy giá bìa thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình lại đi tiếp. Mình lại đi tiếp bạn ha. Các bạn sẵn sàng chứ, để mình đời đi tiếp. Vậy các bạn cứ đồng ý, những người thành công ở trên thế giới này là những người họ thất bại hơn những người bình thường. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Các bạn có đồng ý là những người thành công là họ thất bại, họ tồi tệ, sơ sát nhiều hơn những thằng bình thường. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Nếu đồng ý các bạn comment xuống, bạn nói đồng ý. Comment xuống đi. Mà thấy các bạn không có comment gì hết. Và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Thất bại duy nhất trong cuộc sống này đó là không dám thử. Thất bại nhất trong cuộc sống này là không dám ước mơ. Thất bại nhất trong cuộc sống này là không dám làm gì hết. Thất bại nhất trong cuộc sống này là gì? Thử một món mới mà cũng không dám thử. Thất bại nhất trong cuộc sống này là đi ra nước ngoài mà cũng không dám đi. Thất bại nhất trong cuộc sống này là làm gì à? Làm những cái việc mới mà cũng không dám làm. Thất bại nhất trong cuộc sống này là gì? Làm công mỗi ngày chán bà cô luôn, chán muốn chết luôn mà không dám nghỉ việc bởi vì sợ chết đói. Đó là cái những người thất bại. Cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của những người thất bại. Làm công mỗi ngày chán kinh khủng, chán không thể tưởng tượng được, nhưng mà cứ ngồi y một chỗ và như thế nào à, và cứ rên rỉ than thở. Đó là những người thất bại không thể chịu nổi được các bạn ơi. Các bạn gặp những người đó họ thất bại ngay từ trong suy nghĩ rồi, ngay từ trong ý chí rồi. Rủi ro thật sự trong cuộc sống là dành cho những người họ có cuộc sống không chịu rủi ro. Bạn nên nhớ, bạn ghi vô câu này đi. Rủi ro số 1 trong cuộc sống này, rủi ro số 1 trong cuộc sống này là dành cho những người họ muốn rằng cuộc sống họ không có rủi ro. Đó là những người rủi ro nhất. Bạn hiểu chưa? Phần chia sẻ rất hay ạ. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy bây giờ chúng ta phải như thế nào? Chúng ta hãy tiến về phía trước đi. Hãy khát khao nhiều hơn. Hãy đòi hỏi nhiều hơn. Hãy đòi hỏi mình nhiều hơn. Như thế nào Hãy thích ăn một cái món ngon hơn, một cái món đẹp hơn. Mỗi ngày đọc một cái quyển sách mới hơn. Mỗi ngày quen một người bạn mới đi. Mỗi ngày nói một cái câu chuyện mới. Mỗi ngày suy nghĩ về một cái điều mới. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và như vậy, hãy đòi hỏi đổi một cái chiếc xe mới. Hãy đòi hỏi gì? Đổi một cái căn nhà mới. Hãy đòi hỏi mỗi năm đi một nước mới. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và cũng như mình mình cũng chấp nhận mình thử thách rất là nhiều thứ. Bản thân mình hiện tại mình cũng đã từng thử đầu tư, mình cũng đã từng mất tiền. Và hiện tại mình đang thử một cái kênh đầu tư. Sau một thời gian mình cũng nghiên cứu, mình cũng nghiền ngẫm, mình cũng sợ mất tiền. Và tự nhiên mình có cái kênh đầu tư mỗi tháng nó mang cho mình từ 5% rất là tuyệt vời. Nếu mà mình có 100 triệu thì một tháng mình cũng sẽ được 5 triệu, rất là tuyệt vời. Mình có một cái kênh đầu tư rất là tuyệt vời.
trên trên dưới đó, có thể là có tháng nó hơn một chút xíu, có thể là tháng ít hơn một chút xíu, nhưng mà nó rất là tuyệt vời. Ngoài cái việc kinh doanh của mình, ngoài cái việc đứng lớp của mình, ngoài cái việc mình đầu tư bất động sản, mình có tiền, thì hiện tại mình đang thử một cái kênh đầu tư mới, nên mình phải nghiên cứu hết mấy tháng nay bắt đầu nó mới ra được và nó cứ nó mang đều đều cho mình, nó mang đều đều. Mới hồi chiều đây mình chuyển tiền về và tối nay mình bắt đầu mình chuyển đi đầu tư, nó rất là tuyệt vời các bạn. Dù phải thử rồi mới biết, không thử không biết. Lúc đầu mình cũng đâu có biết đâu, lúc đầu mình cũng sợ mất tiền lúc đầu, nhưng mà mình cũng phải bỏ tiền ra. Muốn sợ thì mình phải bỏ ra để mình trải nghiệm mình mới biết được chứ, mình không trải nghiệm thì làm sao mình biết được. Các bạn hiểu chưa? Chào bạn Phạm Quốc Lâm rất là nhiều. Mình phải thử. Vậy thì bây giờ mình nói các bạn này, các bạn phải đòi hỏi nhiều hơn, các bạn phải tiến lên nhiều hơn. Ok chưa? Các bạn cũng phải là đòi hỏi nhân viên mà nó làm việc nhiệt tình hơn. Các bạn phải đòi hỏi là bạn làm việc có năng lượng hơn. Các bạn phải bắt bạn đi ra nhiều hơn. Các bạn phải đòi hỏi người yêu của bạn cũng phải năng lượng lên. Ok, các bạn phải đòi hỏi con cái của bạn cũng phải gì cũng phải khát khao hơn, năng lượng hơn. Ok chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta thà chiến đấu đến cùng để thắng một trận thắng, còn hơn là thậm chí chúng ta còn không về ăn chơi. Các bạn ạ, thà lao ra để làm một cái việc gì đó còn hơn là ngồi yên một chỗ và không dám làm cái gì hết. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Nếu mà tối hôm nay mình ngồi y một chỗ này, mình không live stream cho các bạn, thì rõ ràng mình không có cơ hội. Các bạn để mình xem cho tới giờ nè, mình không có cơ hội. Bây giờ mình nhìn trên này nè, để mình nhìn vào trong cái máy này nè, mình nhìn vào trong cái máy của mình để mình xem nè. Đó, cho tới bây giờ mình thấy được 141 lượt chia sẻ rồi đúng không, và hơn 222 bình luận rồi, và mình thấy được một loạt các bạn như thế nào một loạt các bạn đã comment số điện thoại xuống và mua sách của mình rồi. Và các bạn sẽ được add vào trong cái group đó. Các bạn thấy chưa? Thà lăn ra làm cũng có thể tối nay mình live stream, cũng không có thể là không có ai xem, nhưng mà cũng có thể tối nay mình live stream tới hơn cả trăm lượt xem, hơn 141 lượt chia sẻ. Rất là nhiều bạn như thế nào rất là nhiều bạn comment số điện thoại xuống và mua sách của mình. Nhưng cũng có thể là tối nay mình live stream không ai xem hết đúng không? Cũng không ai mua sách hết. Mà thà mình làm vậy còn hơn là mình ngồi không, mình không làm gì. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì thất bại duy nhất là thất bại không chịu đòi hỏi mình. Cứ ngồi đó lương một tháng cứ 10 triệu, 20 triệu mà cứ ngồi đó giữ khư khư, mà cứ mong muốn nó có một cái quả khác hơn, thì làm sao nó khác được? Các bạn có đồng ý ra điều nào? Phải hành động đi, phải làm đi. Nó rất là đơn giản, nó nhờ vậy. Và hàng tuần thà là một lần lẻ sáng còn hơn suốt rồi. Ok. Các bạn chưa, hãy cứ làm và hãy cứ hành động, đừng cứ ngại ngần một cái gì hết. Thất bại một cách có tính toán thì tại sao chúng ta không thất bại nhỉ? Nó là mình nói rằng là nếu các bạn nào mà chưa dám hành động thì hãy mua hai cái quyển sách của mình đọc. Nếu bạn nào ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở những cái nơi lân cận thì hãy về B-Training học những cái khóa học của mình, thì các bạn sẽ thoát ra. Và bản thân mình ngày mai, từ ngày mai, sáng ngày mai, từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm, mình chia sẻ 2 ngày cái khóa học Marketing Rich, là cái khóa học gì? Dành cho những doanh nghiệp nhỏ, cái cách làm sao họ PR thương hiệu, họ lớn lên. Và các bạn thấy những cái bạn đó tuyệt vời không ạ? Có bạn từ gì từ ở ngoài Quảng Trị bay vô đây học, tuyệt vời. Có bạn từ dưới An Giang bay lên đây học, rất là tuyệt vời. Có bạn từ Gia Lai xuống học, có bạn từ Đắk Lắk xuống học. Những con người đó là những người rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và họ gì họ muốn trải nghiệm cái cuộc sống này, bởi vì chúng ta chỉ có một lần trong đời này để chúng ta sống. Mình báo cho các bạn biết, chúng ta chỉ có một lần trong đời này chúng ta sống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi các bạn dành những thời gian quý báu của các bạn để các bạn xem cái live stream của mình. Trước khi kết thúc cái live stream này thì mình giới thiệu là mình có những cái quyển sách này. Và các bạn nào mua những cái quyển sách này thì inbox số điện thoại của mình, sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và free ship luôn. Free ship. Không có lấy tiền ship của các bạn. Chỉ lấy tiền sách theo giá bìa thôi.
là 210.000. Và khi đến nơi rồi thì mới lấy tiền, cái người giao sách sẽ lấy tiền cho các bạn luôn. Rất là dễ, và các bạn sẽ được ép vào một cái group. Bạn nào ở Sài Gòn thì hãy tham gia học cái lớp này. Chia sẻ bạn hàng ngày liên tục. Và đây là cái trung tâm của mình. Và đây là cái địa chỉ, cái số điện thoại và cái hotline. Các bạn cần gì thì các bạn sẽ tham gia cái này. Vâng, và rất là nhiều. Các bạn đã xem chương trình live stream của mình tối hôm nay. Và bắt đầu từ tuần này, mình sẽ liên tục mình live stream cho các bạn. Một tuần cũng khoảng vài cái bữa live stream. Thì mình live stream ngắn thôi, mình không có live stream dài. Và bạn nào xem không kịp thì các bạn lên YouTube các bạn xem. Mình sẽ live stream song hai kênh, giữa kênh Facebook và kênh YouTube luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian buổi tối hôm nay. Bye bye các bạn. Và những bạn nào mà ngày mai tham gia cái lớp marketing rất thì các bạn sẽ gặp mình tại lớp học trong 2 ngày liên tục. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn một buổi tối ngủ rất ngon. Bye bye các bạn.